Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Kanji qua câu chuyện. Mình là Toàn, đến từ tiếng Nhật 21 ngày. Hôm nay mình học bài 31. Thì mình sẽ học bộ Lý, nghĩa là làng, làng quê ở trong sách não Kanji tập 1. Thì hôm nay mình sẽ học 8 Kanji. Nếu các bạn có theo dõi những bài hướng dẫn trước thì các bạn thấy là Kanji thì chúng ta học theo sách sách não qua những câu chuyện thú vị. Thì mình sẽ học kanji rất là dễ dàng, không cần phải là biết quá nhiều, nhưng mình biết phân tích bộ đúng không, mình biết tách bộ, mình biết ghép câu chuyện thì mình nhớ kanji rất là lâu và nhớ rất là nhanh. Mình đến với những kanji liên quan đến chữ lý làng thì buổi hôm nay mình sẽ tìm hiểu 8 kanji trước. Đầu tiên là chữ lý, nghĩa là làng, là quê hương. Thì phân tích rất đơn giản thôi, bên trên mình có ruộng, bên dưới mình có đất đúng không. Đây, nhiều ruộng và nhiều đất là ông Lý. Đấy, ông Lý có rất nhiều ruộng đất. Cực kỳ đơn giản nhé. Trên là ruộng, dưới là đất. Ông Lý có ruộng và đất. Ở trong từ vựng là furusato. Furusato là quê hương. Nên là quê nhà, quê hương. Âm Hán là cổ Lý. Thì chữ này sẽ dùng cho quê hương ở trong văn nói, thông dụng. Chữ Lý ở trong lý do. Các bạn nhìn bốn chữ này đều là chữ Lý hết nhé. Đây là chữ Lý ở trong lý do. Thì có thêm ông vua. Câu chuyện là ông vua giết ông Lý là có lý do. Đây, hình minh họa này, ông vua này xử ông Lý là có lý do. Tức đằng trước là bộ vương vua. Nét cuối cùng nó lẹm lên một chút nhé, mình nói rồi. Tức là khi làm bộ thì những cái nét này thường lẹm lên. Đằng sau là Lý này, ông vua giết ông Lý là có lý do. Khi các bạn học những kanji giống nhau, các bạn cứ nhìn cho mình cái bộ màu xanh nhé. Đấy là cái bộ thêm vào. Đấy, bây giờ thêm cá này. Thì loại cá mà ông Lý thích ăn nhất là cá chép. Âm Hán vẫn là lý nhưng nghĩa là cá chép, vì nó thêm cái bộ màu xanh là thêm bộ cá vào. Đây, loại cá ông Lý thích ăn nhất là cá chép. Nó giống như minh họa, ông Lý đang ăn cá chép. Nó rất logic nhé. Ở trong từ vựng là coi là nghĩa là cá chép, nhưng mà mình hay nghe là nuôi cá coi ấy, đúng không? Nuôi cá coi chính là nuôi cá chép. Đúng không? Chữ Lý ở trong nghĩa là mặt trái. Thì các bạn nhìn ở bên giữa, thì các bạn nhìn ở giữa chính là chữ Lý luôn. Còn nếu mình ép chấm đầu này với bộ giới thì nó ra bộ Y đấy. Nên câu chuyện là ông Lý mặc y phục, bản chất là hai cái bộ màu xanh này ghép với nhau nhé. Chấm đầu với lại dưới nó chính là chữ Y luôn. Ông Lý mặc y phục bị trái, đây là chữ trái. Ở giữa là chữ Lý rồi. Ở trong từ vựng là từ đó, nghĩa là mặt trái, mặt sau. Chữ dã cho nghĩa là hoang dã, gồm hai phần. Đằng trước thì vẫn là ông Lý, đằng sau là chữ dự nhé. Đó, câu chuyện là ông Lý dự đoán sắp bị dã. Đúng không? Thì nghe như vậy mình sẽ thuộc ngay được câu chuyện. À, câu chuyện rất là sốc thì thuộc ngay và nhớ luôn đây là chữ dã trong hoang dã. Ông Lý dự này, đây là chữ dự. Đó, ông Lý dự đoán sắp bị dã. Ở trong từ vựng là yao sai là rau. Đấy, âm Hán là dã thái, dã chuyển về yao, thái chuyển về sai. Gia sai là rau, rau củ. Gia kêu là bóng chày, âm Hán là dã, cầu. Dã chuyển về dạ, chữ cầu chuyển về kêu. Thì các bạn thấy chữ dã lúc nào cũng chuyển về dạ. Ở trong gia sai, gia kêu, đó, dã chuyển về dạ. Đấy là gọi là chuyển âm nhé. Rất là dễ dàng thôi. Chuyển âm là cứ tách hai ba cái chữ kanji, chữ Hán này ra và chuyển tương ứng. Động từ chôn, âm Hán là mai, thì chôn phải có đất. Đó, rất logic. Chôn ông Lý xuống đất. Đây, chôn này, chôn ai ông Lý xuống đất cũng rất dễ. Hoặc là đất là nơi ông Lý bị chôn đúng không, thì cũng rất là dễ dàng vì nó có hai bộ thôi. Đây có đất với ông Lý. Ở trong động từ là ừ mê đự là chôn, thì cái này các bạn học ở trong chôn lấp, ở trong N4 có học rồi. Chữ lượng ở trong số lượng. Câu chuyện là ngày mùng 1 ông Lý đi shopping, đi mua số lượng hàng hóa lớn. Đây giống hình minh họa này, ông Lý mua rất nhiều hàng. Mình phân tích nhé. Trên là nhật ngày, dưới là nhất nhất. Đấy, ngày mùng 1 này. Và cuối cùng là Lý. Ngày mùng 1 ông Lý đi mua số lượng lớn, đây là lượng. Ở trong động từ hakaru nghĩa là cân, cân trọng lượng, khối lượng. Hoặc nếu đứng một mình ấy thì nó là ryo. Rio, ví dụ như là Surio là số lượng. Đây là chữ số ghép với chữ lượng thôi. Số chuyển về
sự, lượng trở về tiêu. Và chữ cuối cùng mình học trong bài hôm nay đó là chữ lương ở trong lương thực, thì giống hệt chỗ lượng và thêm gạo vào. Đây, số lượng gạo lớn là ra lương thực, giống hình minh họa rất nhiều gạo. Gạo này cộng với số lượng này ra lương thực, tức là lương ra lượng, lượng ra lương. Như vậy là mình vừa dẫn các bạn chi tiết 8 kanji của bộ lý làng. Bây giờ chúng ta cùng nhau ôn tập để mình khắc sâu thêm một lần nữa những chữ kanji mình đã học. Đầu tiên là chữ xuất phát điểm, đúng không? Chữ gốc, ruộng đất của ông Lý. Đây là chữ Lý, thì chữ này làm gốc để học tất cả chữ khác, nó rất là dễ thôi. Mình sang chữ Lý ở trong cái chép, các bạn nhớ không? Tức là bản chất kanji nếu mà bộ giống nhau ấy thì nó là cá chép, đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ liên quan đến cá. Tức đằng trước có bộ ngư cá, mình học bài trước, đúng không? Móc ở trên ruộng lên nướng là con cá. Đấy, con cá mà ông Lý thích, đúng không? Là cá chép. Hoặc là con cá của ông Lý là con cá chép. Các bạn nhớ chữ này không ạ? Mình có đất, đất thì sẽ liên quan đến cái gì đó rồi. Đằng trước là bộ đất, vì nó là bộ nó lẹm đẹm lên một chút nhé. Đằng sau là bộ Lý, thì mình có câu chuyện là, câu chuyện rất là sốc ở trong sách là chôn ông Lý xuống đất. Thì đây là chữ mai, âm án là mai, nghĩa của nó là chôn, ở trong chôn lấp. Đó, có đất là ông Lý này, à, thì chôn ông Lý xuống đất. Hoặc cả đất nhà ông Lý dùng để chôn, rất là dễ. Chữ Lý ở trong lý do, các bạn nhớ cái hình minh họa không? Nhớ câu chuyện không? Ở đây có hai ông đấy, đằng trước là ông vua đúng không, mà giết hoặc là xử lý ông Lý. Ông vua mà giết ông Lý là có lý do đấy. Thì tóm lại nó là có, chắc chắn có bộ Lý rồi, nhưng mà có cái bộ phân biệt bằng cái bộ đằng trước, thì đây là ông vua. Chữ gì đây ạ? Chữ này bản chất ấy, khi mình rút cái Lý ở giữa ra thì ép vào nó là chữ Y đấy. Đó, chữ Y ở trong y phục, bạn thấy không ạ? Nên là câu chuyện của nó là ông Lý mặc y phục bị trái. Đây là chữ Lý ở trong mặt trái. Cái hệ này giống hệ của cái chữ bao khen, nó giống bảo hiểm đúng không? Tức là bảo hiểm ở giữa, sau đó tách đôi chữ Y ra. Mình ôn tập sang đến chữ dã ở trong hoang dã. Chữ này câu chuyện rất là sốc. Câu chuyện là ông Lý dự đoán sắp bị dã. Thì tự nhiên mình nhớ luôn nó là chữ dã trong hoang dã. Ở trong bóng chày hoặc là trong rau á, hoặc là trong những thứ liên quan đến hoang, thì nó chính là cái này. Ông Lý dự đoán sắp bị dã. Mình phân tích bộ chữ này thì mình có ngày mồng 1, trên là nhật ngày nhé, dưới là nhất. Ngày mồng 1, ở dưới là ông Lý. Ngày mồng 1, ông Lý đi mua hàng, đi shopping, số lượng lớn. Đây là chữ lượng. Câu chuyện rất là dễ. Ngày mồng 1 này, ông Lý đi shopping, số lượng lớn. Chữ lương thì chính là chữ lượng suy ra, đúng không? Chữ lương chính là chữ lượng. Lương là lương thực ấy, thì mình có thêm bộ mễ thôi, tức là số lượng gạo lớn để tạo ra lương thực, để là chữ lương. Rất dễ nhá. Mình cứ học những cái cặp giống nhau này, và học những cái bộ giống nhau phân biệt ra thì rất là dễ học. Như vậy mình đã cùng bạn học xong bài 31 theo mình sát hình não kanji tập 1. Nếu bạn nhớ đăng ký kênh Dính 21 Ngày thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những bài học thú vị phần kanji.